Vâng thưa quý vị, trong buổi livestream ngày hôm nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất tới quý vị theo thời gian thực. Và đồng hành cùng với tôi trong buổi trực tiếp ngày hôm nay xin được giới thiệu hai vị khách mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn. Xin chào các quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia buổi trực tiếp, buổi bình luận trực tiếp ngày hôm nay của chúng tôi. Hai vị chuyên gia sẽ cùng bàn luận và phân tích để quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin và góc nhìn khác về cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, hiện tại thì số phiếu của ông Donald Trump đang có thể nói là áp đảo so với bà Harris. Chuyên gia có nhận định như thế nào ạ? Tất cả đang là sơ bộ thôi. Theo tôi nghĩ thì cuộc bầu cử này được nhận định là rất gay cấn. Và cũng có nhà chuyên gia nói là khoảng ngày 12 tháng 11 thì mới chính thức có thể biết kết quả. Chứ còn bây giờ đang diễn biến, 9 bang đã đóng cửa các khu vực bầu cử, rồi một số bang khác tiếp tục bầu cử xong. Và thực ra cũng nhiều hãng tin và nhiều hãng truyền hình cập nhật thông tin. Thì tôi xem thấy cũng có những điểm khác nhau. Đúng là vào thời điểm này chúng ta đang nói chuyện đấy thì ông Donald Trump đã giành được 90 phiếu đại cử tri. Trong khi đấy thì bà Harris rất thấp. Nhưng mà đây chỉ mới là bước đầu những cái kết quả thôi. Ý nghĩa theo tôi là chưa có gì, chưa bảo đảm được một xu hướng và cũng chưa bảo đảm được một xu hướng. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Thưa chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, ông có nhận định như thế nào ạ? Tôi thấy là cái này đúng là vì là bây giờ nó mới chỉ có một hai cái bang ở phía miền đông thôi, tức là cái múi giờ người ta vẫn, các bang khác người ta vẫn còn đang bắt đầu, còn đang bỏ phiếu. Thì đây là cái chỗ mà đóng cửa sớm thì người ta biết được một số, mà đóng cửa sớm thì cũng mới gọi là trên những cái phiếu mà đã biết được, gọi là trên cái gọi là trưng cầu ý kiến của cử tri khi bỏ phiếu lại, chứ đã kiểm hẳn đâu mà mới biết được. Thế nhưng mà dù sao nó cũng cho thấy một cái phản ánh là rõ ràng là cái mặc dù chỉ là khảo sát những người bỏ phiếu rồi thì cái đấy là nó khá chính xác, nhưng mà cũng nhớ là chỉ có được một bang gì đấy là mới kết thúc thôi, một hai bang thôi, còn lại thì các cái bang khác thì vẫn còn đang bỏ. Thì các bang miền Tây này, ở miền Đông này thì thực ra là cũng rất là nhiều bang là thuộc về Đảng Cộng Hòa, cho nên là cái việc đó thì nó cũng đơn giản đấy, là mình hiểu là ông Trump ông dẫn trước thôi, là vì nó đã rất gay cấn. Thì bạn nhớ là những cái cuộc lần trước thế có khi đang rất thấp, thế nhưng mà một cái bang của mình mà có cái đại cử tri cao mà giành chiến thắng thì nó lại nhảy vọt cái con số lên ngay, mà có khi người kia tưởng là vượt rồi, cuối cùng lại được bà Clinton ngày xưa là như thế, vượt trước sau đó là cứ đứng mãi đấy, rồi ông Trump ông lại lên, đúng không? Cho nên là mình chưa thể nói được. Vì vậy là tôi nghĩ là cái chiến thuật chúng ta xem là hãy liệt kê ra mấy cái bang chiến trường ấy thì xem ở đấy là quan trọng, chứ còn các cái thống kê như thế này thì cũng chỉ là tham khảo. Cứ nhằm vào mấy cái bang chiến trường, cứ đọc tên Wisconsin, đặc biệt là Pennsylvania, nếu như mà đã ra được ai giành ở đấy thì cái khả năng chiến thắng mới là cao, chứ còn cái này thì chưa có ý nghĩa nhiều với tôi lắm. Vậy thì có thể nhận định rằng cái bang Pennsylvania mà chuyên gia vừa nhắc đến là một bang có thể đưa ra kết quả quyết định đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Tôi thì tức là cũng chỉ là dự báo thôi, tức là vì nó cũng có rất nhiều cái trường hợp lý thú là gì, cái người ta gọi là cái con đường, cái nhà trắng nằm trên cái phố, cái đại lộ Pennsylvania, mà trong suốt mấy chục cái đợt bầu cử vừa rồi thì cái bang đấy mà đã bầu cho ai thì gần như là cái xác suất là người vào nhà trắng là rất cao. Mà cái là bởi vì là người ta nói là cái gọi là cấu trúc dân cư ở cái vùng cái bang ấy là nó gọi là nó rất đa dạng, mà nó bảo gần như là một nước Mỹ thu nhỏ ở đấy. Cho nên là nó gây rất là gay cấn, và nói chung về cơ bản là nó phản ánh khá chính xác cái hồn, linh hồn của nước Mỹ. Cho nên là nếu như cái bang đấy mà người nào giành được thì gần như là cái xác suất là mình chiến thắng là rất cao. Vì vậy là cái bang đấy là nó rất quan trọng, là như vậy. Nó rất đa dạng từ cả chủng tộc, cả về giới, cả về ngành nghề. Cho nên là nó quyết định là gần như là nó đấu tranh ở đấy thì người nào giành được thì gần như là nó phản ánh rất chính xác ở nước Mỹ, là vì nước Mỹ nó rất rộng, có thể có rất nhiều bang, có bang người ta tập trung những nhóm dân cư này, có lại bang lại thiên về nhóm dân cư kia, thế nên nó mới phân ra là những cái bang nào gần như là ăn theo cái tư tưởng của Đảng Cộng Hòa thì thuộc về Đảng Cộng Hòa là gần như chắc chắn rồi, còn bang nào mà nó thuộc về cái ý tưởng và tư tưởng của Đảng Dân Chủ thì nó thuộc về Đảng Dân Chủ rồi thì nó cũng gần như chắc chắn rồi. Thì trong có 7 bang chiến địa kia thì cái bang Pennsylvania nó lại là tích tụ nhiều nhất, nó nằm ở đấy. Mà cái bang đấy là năm nay là người ta cho đợt bầu cử này là người ta cũng phải dằn vặt rất nhiều các cái vấn đề mà
tức là người ta phải đấu tranh rất nhiều các cái chuyện là việc làm, đúng không, rồi chính sách về kinh tế này, rồi là vấn đề là quyền phá thai này, thế rồi là cả về vấn đề đối ngoại, tức là tất cả các vấn đề nó rất phức tạp. Nên là bạn nhớ cái cuộc bầu cử Mỹ này nó đang dồn vào mà cái bang Pennsylvania có lẽ là nó đang gánh tất cả những cái dằn vặt về mọi thứ mà ở cái thời điểm mà nó quá nhiều các vấn đề mà bức xúc ở cái nước Mỹ mà phải giải quyết, ở mà lại là vị trí của cái người đứng đầu thế giới, cho nên là người ta phải đưa ra các cái quyết định. Vì vậy là nó đấu tranh rất ghê gớm, vấn đề quyền phá thai này, vấn đề biên giới này, đúng không, rồi vấn đề kinh tế, đó là lúc người thì kêu lạm phát nhưng thực ra là nó rất tốt về mặt kinh tế, nhưng mà có người thì lại thỏa mãn về vấn đề kinh tế này. Rồi vấn đề đối ngoại thì cũng lại có nhóm là thích Nga, hoặc có nhóm thì lại thích Ukraine, đúng không, rồi có nhóm thì lại thích Israel, có nhóm thì lại thích Hamas, ví dụ như vậy. Tất cả nó đều dồn vào đây và nó đấu tranh, nó nằm ở cái bang Pennsylvania như thế này, là gọi nhớ là nó nằm ở đấy rất là ghê gớm. Nên nước Mỹ là đang nằm trong một cái cuộc dằn vặt để lựa chọn ai là người giải quyết vấn đề này. Vì vậy, vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Ngọc Sơn. Thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin tại Pennsylvania ở bờ đông nước Mỹ. Ở đây là một trong 7 bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử năm nay. Bang Pennsylvania có 19 phiếu đại cử tri và chứng kiến các cuộc đua giằng co quyết liệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong các mùa gần đây. Vấn đề kinh tế được quan tâm hàng đầu tại đây. Cả hai ứng viên đều dồn nguồn lực lớn để vận động tranh cử ở bang này trong mùa bầu cử năm nay. Và Pennsylvania có thể đưa một trong hai ứng viên vượt qua 269 phiếu đại cử tri. Và vì vậy đây được coi là đóng vai trò quyết định đối với cơ hội chiến thắng của cả ông Trump lẫn bà Harris. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cả ông Trump và bà Harris đều coi Pennsylvania là bang quan trọng trên con đường giành chiến thắng và đã dành nhiều giờ cuối cùng trong chiến dịch để tranh cử tại đây. Bang chiến địa Pennsylvania có sự kết hợp giữa các vùng đô thị bao gồm Philadelphia và Pittsburgh cùng các vùng nông thôn, nơi đây có nền kinh tế đa dạng và đặc điểm nhân khẩu học tương tự nước Mỹ thu nhỏ. Dân số Pennsylvania là người da màu chiếm 10,5% và thu nhập bình quân đầu người là 41.234 đô la Mỹ. Vâng, giống như là chuyên gia Bùi Ngọc Sơn cũng vừa chia sẻ rằng cái bang quyết định của Pennsylvania này nó có rất là nhiều yếu tố phức tạp, đúng không ạ? Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ xem là cái lịch sử dao động của bang Pennsylvania này nó trước đây như thế nào và hiện tại như thế nào không ạ? Tôi muốn nói thế này này, dùng cái từ mùa bầu cử năm nay là đúng. Mùa bầu cử, bởi vì chúng ta quan tâm nhất, dư luận thực ra quan tâm nhất đến bầu cử tổng thống, mà trong cuộc bầu cử tổng thống lần này thì người ta cũng quan tâm nhất đến hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, chứ thực ra ứng cử viên còn nhiều ứng cử viên khác nữa. Ngoài hai đảng thường cầm quyền ở nước Mỹ này thì còn lần này cũng có ứng cử viên của Đảng Xanh, Đảng Tự Do và một số đảng nhỏ khác, và một số ứng cử viên tự do nữa, nhưng mà tất nhiên họ không thể mở được cánh cửa để đi vào Nhà Trắng, cho nên tập trung vào hai ứng cử viên là bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Còn hôm nay thì thực ra ở Mỹ cũng có cả nghìn cuộc bầu cử khác ở các bang, ở các địa phương, ở các cấp bầu thống đốc, bầu nghị viện địa phương, bầu những chính quyền địa phương v.v. Cho nên là phải nói đúng là mùa bầu cử. Và hôm nay ở Mỹ thì cũng có 17 cái cuộc, 11 cái cuộc trưng cầu ý dân ở các bang về vấn đề tranh thai như chuyên gia Sơn vừa nói. Rồi 17 nơi là bầu thống đốc thì chúng ta đang theo dõi rất sát và những cái chuyển động ban đầu. Bây giờ cũng đã cập nhật kết quả sơ bộ nữa rồi. Trong tay ông Donald Trump đã có 99 phiếu, và bà Harris cũng dừng lại ở 27 thôi. Và tôi liếc sang bên cạnh tình hình bầu cử, hôm nay cũng là bầu cử Hạ nghị viện Mỹ, toàn bộ số ghế của Hạ nghị viện. Thì bên đỏ, Đảng Cộng Hòa đấy, thì cũng đã có 45 ghế, trong cái đấy thì bên xanh chỉ mới được 22 vân vân. Theo dõi tiếp thì vào lúc này Pennsylvania thì chúng ta chưa nắm được số liệu diễn biến bước đầu. Nếu mà có cũng chỉ là sơ bộ bước đầu thì chưa nói lên cái gì cả, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng chờ đợi thêm cái tình hình ở cái bang mà được quan tâm nhất này, xem thử cán cân sẽ nghiêng về vị nào trong hai vị ứng cử viên tổng thống. Dạ, để vâng mà theo ạ. Dõi tiếp. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật kết quả bầu cử tại các bang. Vâng, thưa quý vị và thưa hai vị chuyên gia, theo
số liệu cập nhật mới nhất của Reuters, tính đến thời điểm này thì số phiếu của ông Trump đã tăng lên 99 và còn bà Harris thì vẫn giữ nguyên là con số 27. Ông Trump đã được xác định chiến thắng ở các bang miền Trung và miền Nam. Cái đấy thì chắc chắn rồi, vì miền Nam, bang miền Nam vừa rồi là nó bị mấy cái vấn đề về biên giới. Thì ông này là ông ấy đưa ra một cái chính sách, các bạn biết là kể cả từ thời của ông ấy là rất mạnh, là ông ấy ngăn hết và ông xây hàng rào, không có cho ai vào cả. Đấy, thì coi nghĩa là bởi vì các cái bang biên giới là người ta bức xúc rất nhiều là vì các cái nhóm nhập cư khi mà vào đấy là gây cái cuộc sống nó rất là bất ổn cho người ta. Thế mà ông ấy thì ông ấy ủng hộ cái chuyện là ngăn chặn cái chuyện đấy lại. Thế nhưng mà bên đảng Dân Chủ thì thường lại có một cái quan điểm hơi ngược lại, tức là gì, là không, tức là tất sẽ có cách phải làm để giải cải thiện vấn đề đó. Nhưng mà cái việc ngăn chặn như thế là về mặt nó không hiệu quả. Thì nhưng cái thứ hai là quan trọng là cái đấy là nó đi ngược lại với cái triết lý của nước Mỹ là nó phải có cái tính bao dung. Chứ anh không thể có cái kiểu như là ra ngăn tường mà không cho ai vào, vì ông Trump ông còn nói là ông hứa nếu ông lên ông sẽ coi như là trục xuất hàng loạt quy mô lớn. Đấy, mà cái thứ đó nó đánh vào cái tâm lý của người dân, người ta đang bức xúc thì người ta rất thích ông ấy. Thế nhưng mà cái chính sách đó nếu mà ông ấy làm thì về mặt kinh tế thì coi như là hỏng lớn ấy. Là vì trong 300 nhà kinh tế mà người ta đệ trình cái kiến nghị của người ta để người ta phản bác cái kế hoạch của ông ấy, đó là nếu như mà lên ông này ông làm thì hai cái thứ sẽ hủy hoại kinh tế Mỹ, tức là cái chính sách thuế đánh một cách bừa bãi và nâng thuế như ngày hôm qua ông nói là ông sẽ nâng thuế 25% mà chưa hiệu quả thì 50 chưa hiệu quả thì 75 rồi 100, tức là thuế nhập khẩu ấy, tức là ông đánh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc rồi tất cả các đối tác các nước vào. Thế thì người ta mới phân tích là nếu như đưa lên mô hình mà chạy thì 300 nhà kinh tế đấy mới thấy một vấn đề là nền kinh tế Mỹ GDP sẽ bị giảm khoảng 8,9%, mà 7,9% giảm là vì cái gọi là cái trục xuất ở biên giới, là vì nó bảo vì cái nhân sự ở Mỹ đang làm việc ở đặc biệt ở những cái lĩnh vực cao cấp cần trí tuệ thì đang trông vào cái nhóm nhập cư rất nhiều, và bây giờ ông này ông ra thì coi như tất cả cái người ta xem là cái nhóm đấy sẽ bị trục xuất và đuổi đi, và như vậy là cuối cùng là cái mà thiệt hại về cái GDP lại nằm ở cái đấy tới 7,9%. Như vậy là vấn đề về kinh tế và nhập cư có liên quan rất là chặt chẽ. Có chứ, mà chính cái nhập cư đó nếu thật với bạn là nhìn cái hiện của tôi là cái nước Mỹ nó duy trì được cái sức mạnh kinh tế trong nhiều thập kỷ và liên tục như thế chính là vì vấn đề nhập cư. Chứ còn tất cả các nước khác mà khi giàu có lên đều không muốn nhập cư, như là Đức hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, và bây giờ là cả Trung Quốc cũng thế, đúng không? Thì dân số nó già đi thì cuối cùng là bây giờ tăng trưởng y tế nó trông vào đâu nữa, trông vào mấy bà toàn các xã hội toàn người già với nhau là thì bán hàng cho ai. Và Donald Trump bởi vì cái luận thuyết cơ bản của ông nhiệm kỳ trước cũng như bây giờ ông vẫn vận động thôi, nước Mỹ trên hết, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì thực ra chuyên gia Bùi Ngọc Sơn vừa nói đến chuyện mà chủ trương của ông Donald Trump là đánh thuế cao, thuế nhập khẩu đấy. Thì lập luận của ông Donald Trump thì theo lực lượng của ông là có lý, tức là đánh thuế nhập khẩu cao để tạo được nguồn lực cho ông, tức là có tiền đấy, tiền đánh thuế đấy, để mà xử lý những cái vấn đề bên trong. Thì đấy cũng là một cách lập luận. Và thứ hai là ông Donald Trump thì nhìn vấn đề người nhập cư, mà nhất là nhập cư tự do, nhập cư vô tổ chức, vi phạm luật pháp, thì ông nhìn ở cái góc độ an toàn cho xã hội và công ăn việc làm cho người Mỹ. Theo quan điểm của ông thì, ông nghĩ thế. Nhập cư vào mất trật tự, gây ra tội phạm, bất an cho xã hội Mỹ, đồng thời thì cũng lấy đi công ăn việc làm của những người Mỹ bình thường ở nước Mỹ, bên trong nước Mỹ. Thì nhiệm kỳ của ông đã rất kiên quyết, rất cứng rắn đối với nhiệm kỳ vấn đề nhập cư rồi, và nhiệm kỳ này khi mà vận động tranh cử ấy, hướng tới một nhiệm kỳ mới tái tranh cử, tái có thể tái đắc cử được, thì ông lại còn kiên quyết hơn nữa. Mà như chuyên gia Bùi Ngọc Sơn vừa nói là ông thậm chí có thể lập ra những cái lực lượng để lùng bắt, rồi không chỉ bỏ tù mà trục xuất ngay, rất kiên quyết, rất cứng rắn đối với những người nhập cư bất hợp pháp. Kinh khủng lắm, quá thật. Thì thực ra nói thì ứng cử viên nào cũng thế, trong quá trình vận động tranh cử thì lừa theo những cái vấn đề, một là lõi của mình thì đã đành rồi, nhưng mà trong các tuyên bố ở cái giai đoạn tranh cử thì cũng nói thế nào đấy để gọi là giành được phiếu của nhóm cử tri này, nhóm cử tri kia. Thì bà Harris cũng đề cập đến những vấn đề này, tất nhiên là với quan điểm của Đảng Dân Chủ của cá nhân bà Kamala Harris thì có nhiều khác biệt so với ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa.
Nhưng ở một số chỗ bà vẫn dùng những cái lời lẽ gọi là mềm mỏng hơn để gọi là lấy thiện cảm của các cử tri. Còn giả sử khi đắc cử vào ngồi ở Nhà Trắng rồi thì người ta có thể vận hành chính sách nó cũng có thể khác so với theo thực tế, lúc tranh cử. Vâng, thưa chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, với những khó khăn và thách thức vừa rồi thì chuyên gia đánh giá như thế nào cho những cái thách thức về nền kinh tế đối với vị tân Tổng thống Mỹ? Ta nhớ là nó là do cái vấn đề là gì, là dịch bệnh năm 20 đúng không, 21 thì coi như là phải bơm tiền ra để xử lý các vấn đề là rất nhiều. Sau đó thì nó sinh ra cái vấn đề là nó đứt gãy chuỗi cung ứng, lại cộng thêm với cái Trung Quốc lại thực hiện cái hà khắc về cái gọi là Zero Covid, cho nên là tất cả các chuỗi cung ứng lúc bây giờ lại đang đặt ở Trung Quốc, không làm thế nào mà lấy hàng để về để mà hoàn thành các cái sản phẩm của mình được. Thế nó mới sinh ra cái chuyện là gì, cái chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy, cả dịch bệnh do cả Trung Quốc gây khó khăn như thế, thành ra lại sau đó tiếp thì lại đến cái cuộc chiến của Ukraine ở Ukraine. Cho nên là toàn bộ những cái thứ hỗn loạn như thế nó mới tạo ra cái đứt gãy chuỗi cung ứng và hàng hóa nó rất thiếu. Vì vậy, tất cả bạn nhớ là vận chuyển lên giá, rồi tất cả mọi thứ đều lên giá là vì nó thiếu. Thậm chí ô tô của Ford nó phải để hàng nghìn, hàng chục nghìn xe ở ngoài bãi là vì không có chip. Là vì chip đang nằm bị kẹt ở Trung Quốc chưa về được. Đứt gãy chuỗi cung ứng. Thế là cuối cùng là tất cả cái thứ đấy thì vì vậy là nó gây ra cái lạm phát, thì buộc Fed phải nâng lãi suất. Bạn nhớ là nâng từ 0,25 mà lên tới 5,5 trong vòng có mấy tháng rồi, liên tục như thế mà cái nền kinh tế Mỹ cho đến bây giờ nó vẫn tăng trưởng 3%. Lạm phát bây giờ coi như gần như là đạt được mức độ yêu cầu của Fed là 2% rồi, đúng không? 2,1 thì coi như là 2 rồi. Vậy chiều hướng nó xuống. Còn cái thất nghiệp nó lại xuống thấp đến cái mức như thế, nói là 4% thì vẫn là mức còn dưới mức người ta gọi là thất nghiệp tự nhiên. Thất nghiệp tự nhiên nghĩa là thế nào? Tức là trong nền kinh tế lúc nào cũng có khoảng 5%, người ta tính như thế. Tức là có nhiều người ta không thích đi làm, cũng như là bạn cũng có thể là nay mai, hoặc là nếu như bạn chẳng qua đi khuyên đi làm truyền hình nó thích, cho nên nếu con nhà giàu rồi thì ở nhà chơi cho nó sướng, thì cái loại đấy thì người ta không tính. Mà đấy 4,1 là còn thấp hơn cả cái mức đó, mà nó cũng vẫn coi vậy là cái mức rất và loại thấp trong lịch sử. Tại sao lại có cái chuyện đó? Là vì chính là nhờ cái chính sách của chính quyền Biden rất tốt ở cái giai đoạn khi mà xử lý đại dịch, và đồng thời chính sách đối với Trung Quốc là gì, là phải decoupling, tức là phải rời khỏi Trung Quốc. Vì vậy là ông ta đã bỏ tiền ra để đưa, chủ yếu là gì, đưa chuỗi cung ứng về nhà mình, là vì không thể để ở Trung Quốc được. Thứ hai là gì, là đưa như vậy là kéo theo việc làm về nhà mình, công nghệ về nhà mình và vốn liếng về Mỹ. Cho nên là tại sao thị trường chứng khoán Mỹ trong vòng 4 năm vốn làm nó lên tới 70%, đúng không? Tức là vốn liếng đưa về, công nghệ đưa về, việc làm đưa về, nó mới tạo ra được một cái tăng trưởng. Và lại cộng thêm với một cái chương trình chi khoảng gần 2.000 tỷ đô la cho 10 năm mà ông phê duyệt được để nâng cấp cơ sở hạ tầng, giáo dục, internet, tất cả mọi thứ như thế. Là cái việc đó là phải nhớ rằng là cái chính sách đó nó mới đưa tất cả mọi thứ về nước Mỹ, nó mới kinh tế nó mới mạnh được như bây giờ. Nhưng mà điều mà đáng tiếc tôi thấy là bà Harris và chính diệt chính cử của bà là không thấy tổng hợp những các cái vấn đề ấy ra để nêu ra các vấn đề để chứng minh là đấy là chính quyền của là do của mình làm. Thế nhưng mà người dân Mỹ thì người ta cứ chỉ nghe là tôi có lạm phát cao, thế là mà đúng thời kỳ của ông. Thực ra là cái lạm phát này là do thời kỳ trước là của từ thời ông Trump chứ mà nhưng mà cái xảy ra với mình là người ta cứ nói thế là mình phải chịu, và như vậy là người ta cứ căn cứ vào đấy để người ta phản bác mình. Vì vậy là có trong cái vấn đề này, tôi nghĩ rằng là trong cái chiến dịch tranh cử của bà Harris, tôi để ý là không thấy đả động, mà cái đây là một cái sai lầm, có thể là cái chính là cái thua thiệt, dẫn đến cái thua thiệt lớn, là vì cái yếu tố kinh tế là cái yếu tố quan trọng và loại nhất để quyết định thắng cử. Đấy, nhớ là như thế. Thế mà lại không được. Trong khi hoạt động tranh cử thì chúng ta cũng đã từng đề cập là chiến lược của bà Harris. Thì một trong những cái điểm nhấn của bà là cũng thể hiện làm sao để bà không phải là cái bóng của ông Joe Biden. Và bà nếu đắc cử tổng thống ấy, thì bà không phải là người tiếp tục những gì mà chính quyền ông Biden, những việc gì mà ông Biden đã làm. Thì do đó đúng là như chuyên gia Bùi Ngọc Sơn có đề cập ấy, lẽ ra là có thể có những cái nhấn mạnh hơn về những cái thành quả kinh tế của chính quyền của ông Biden cùng với bà. Bà là phó tướng. Thì nhưng mà có lẽ đây là chủ ý của cái phe vận động tranh cử của Đảng Dân Chủ, là cũng để cử tri Mỹ không có cái ấn tượng là bà Harris, bà hành động theo Tổng thống Biden, chính quyền Biden, và cũng là tiếp tục
những cái sách lược, những cái biện pháp của chính quyền Biden. Tôi muốn nói một chút về, đúng là có cái tâm trạng lo ngại nhất định trong bộ phận cử tri về lĩnh vực kinh tế. Vì hiện nay là thực ra cái lo ngại có, nó gắn với hai điểm thôi. Một ấy, là do tác động của cái chiến dịch vận động của Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump. Ông Donald Trump thì ông gọi là chỉ trích nặng nề, chế bai nặng nề toàn bộ các chính sách của chính quyền ông Biden. Và ở lĩnh vực kinh tế thì ông cũng hết sức chế bai và ông lại tự ca ngợi những cái thành quả của nhiệm kỳ của ông ấy thì 4 năm trước. Thì cái đó cũng tác động đến dư luận, bởi vì bao giờ thì vận động tranh cử và truyền thống ấy, là nó có ảnh hưởng. Thứ hai là có cái lo ngại thật sự hiện nay, bởi vì những cái cuộc xung đột như là ở vùng Trung Đông thì vẫn tiếp diễn, vẫn rất căng thẳng, có thể nổ ra chiến tranh lớn. Cái đó tạo cho nhiều nước trên thế giới, nhiều khu vực lo ngại về những cái sự đứt đoạn thị trường dầu mỏ, rồi những cái vận chuyển qua Biển Đỏ, rồi đứt gãy chuỗi cung ứng vân vân. Thì cái đó là có thực, mà nó gắn với những cái yếu tố bên ngoài là chính, chứ không phải sự vận hành chính sách của chính quyền ông Biden trong những năm vừa qua. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, theo chúng tôi vừa cập nhật đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có thêm được thông tin ạ. Ông Trump được xác định là thắng ở loạt bang miền Trung và miền Nam, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 101, còn bà Harris thắng các bang Đông Bắc, thu về 52 phiếu. Vâng. Đông Bắc mà thắng được thì hôm qua tôi cũng có thể, từ tuần qua tôi cũng có thể cập nhật một cái kết quả để quý vị khán giả có thể theo dõi. Cũng là sơ bộ thôi, ở cái bang mà chúng ta nói là bang chiến địa vào loại gay cấn nhất là Pennsylvania. Thì hiện nay nếu theo hãng NBC News, thì nếu mà 11% số phiếu mà đã kiểm rồi, gọi là xác định được kết quả rồi, thì bà Harris của Đảng Dân Chủ thì ưu thế to, 69,9%. Trong số 11% số phiếu đã được coi là kiểm rồi đấy. Trong khi đấy thì ông Donald Trump chỉ có 29,2% thôi. Đấy, của bang, của NBC News. Và một ứng cử viên khác, tất nhiên của một đảng khác nữa, cũng được coi là lọt vào top 3 thì có 0,5% thôi. Như vậy, chỗ này, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ bang Kamala Harris đang dẫn đầu vượt trội. Tất nhiên mới ở cái mức là 11% số phiếu cho kết quả thôi. Nhưng mà còn cái đấy là phản ánh khá. Vâng, ông Donald Trump thì là chỉ chưa bằng một nửa kết quả của bà Harris. Đấy, như vậy là ta thấy rất rõ là cái vấn đề biên giới nó là rất là quan trọng, đúng không? Vì ông Trump ông ấy như là các cái bang miền Nam ấy, người ta bỏ cho ông ấy. Thế nhưng mà lên đến cái vùng Bắc và Đông Bắc ấy, của phía Đông ấy, bờ Mỹ đấy, thì là tất nhiên cái này bên đấy là người ta lại đang diễn biến sơ bộ, đang diễn biến sơ bộ, nó không ảnh hưởng về cái vấn đề biên giới. Mà cái hội đấy thì nó lại có thể quan tâm đến các vấn đề chính trị rồi các cái thứ khác. Cái cuộc sống người ta cao rồi, người ta lại còn về số phiếu đại cử tri cũng theo hãng NBC News thì ở thời điểm này tôi đang xem ở màn hình của NBC News đấy, thì ông Donald Trump đã giành được 105 số phiếu đại cử tri, bà Harris thì đã vươn lên tới 30 số phiếu. Ở thời điểm này bạn kia vừa mới nói là 52 ở hiện tại là ở loạt bang miền Trung và miền Nam ạ. Thì tổng số phiếu đại cử tri của ông Trump đang là 101. Thì bà kia đã là 52 rồi. Của bà Harris hiện tại là ở các bang Đông Bắc thì thu về 52 phiếu ạ. Đấy, Đông Bắc, các bang Đông Bắc tức là cái bang nó không bị ảnh hưởng với các cái vấn đề mà Đông Bắc tức là cái vùng thành phố New York các thứ nó còn là những khu vực rất cố định, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cái vùng đấy là vùng giàu có thì nó sẽ hay nằm ở cái vùng đấy ở phía trên. Nếu mà cứ xem ở Pennsylvania ha. Vâng, các phiếu bầu bắt đầu bằng lá phiếu gửi qua thư thì đang được tính tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania. Theo văn phòng ủy viên thành phố Philadelphia thì cái việc xử lý này bắt đầu bằng lá phiếu gửi qua thư và được nhận trước ngày bầu cử. Sau khi mà các điểm bỏ phiếu đóng cửa thì kết quả từ các điểm bỏ phiếu sẽ bắt đầu được gửi đến máy tính. Vấn đề bỏ phiếu qua bưu điện ấy là một vấn đề gay cấn của nhiệm kỳ trước. Và ông Donald Trump thất cử năm 2020 thì một trong những cái luận cứ ông đưa ra để phản bác nhiều nhất ấy, là ông cho rằng đã có cái sự gian lận và đặc biệt là phiếu cử tri gửi qua bưu điện mà những phiếu ủng hộ ông thì bỏ xó, không được đưa ra kiểm phiếu, do đó kết quả của ông thấp, ông thua ông Joe Biden, vân vân. Thì đây là câu chuyện của nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ này thì Đảng Cộng Hòa theo ông Donald Trump cho biết ấy,
gọi là cảnh giác hơn với những cái hành vi có thể gian lận. Và Đảng Cộng Hòa cử người đến các phòng phiếu gọi là theo dõi, giám sát đấy. Và thực ra thì cái đấy nó cũng không hẳn nhưng mà có thể tạo ra một cái tâm lý. Nào đấy. Và cái tâm lý, cái thứ và đó hôm thì... qua thì ông Donald Trump cũng có tuyên bố là tôi có ưu thế rất tốt, chúng tôi đã tiến hành một cuộc vận động năm nay quá tốt, các ekip của chúng tôi làm việc rất hay, nhưng nhiều điều có thể xảy ra và tôi có thể là thua cuộc. Ông nói một cách là gọi là hơi lấp lửng như thế. Thì tất nhiên rồi, làm sao hơi lấp lửng như thế. Và ông cho rằng là cái khả năng lộn xộn đấy, gian lận vân vân vẫn có, và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vâng, nhưng mà cái ít thôi. Cái năm ngoái cũng đã có cái vấn đề đó, nhưng mà khi ông đưa ra các cái vấn đề kiện thì khi người ta kiểm tra lại thì nó không có, nó bảo có một vài cái nhưng mà cái số lượng nó quá nhỏ, vì vậy nó không ảnh hưởng gì đấy, nó chỉ là do các cái vấn đề kỹ thuật thôi. Chứ còn cái nói là quy trình bỏ phiếu ở Mỹ đấy, nếu các bạn lưu ý nó bảo nó cực kỳ là nó cẩn thận. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật kết quả bầu cử. Hiện nay theo số liệu chúng tôi vừa cập nhật thì kết quả liên tục thay đổi và số phiếu của ông Trump đã tăng lên 105, bà Harris số phiếu là 71. Và có thể thấy cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng nóng hơn với số lượng phiếu bầu thay đổi theo từng phút ạ. Vâng. Chúng ta có thể thấy rằng trên màn hình là bản đồ cũ rồi. Bà kia vẫn cứ 27. Vì một phần rất lớn lãnh thổ Mỹ, tức là các bang ấy, chưa có màu. Chưa thì có, do đó mà chưa thể là có một cái ý nghĩa gì lớn. Còn ở những cái phần có màu rồi thì màu đỏ rộng hơn, màu xanh là đang bé nhỏ, thì cũng là mới bước đầu thôi. Đến tầm trưa nay thì bắt đầu nhiều thứ nó sẽ lộ. Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa hai vị chuyên gia, và cũng là câu hỏi của rất nhiều người lúc này, đó là thế giới sẽ ra sao nếu như mà ông Trump nắm quyền. Tôi xin phép được hỏi chuyên gia Nguyễn Đăng Phát ạ. Vâng ạ, một nhiệm kỳ ông Trump làm tổng thống thì có thể nói là dư luận thế giới, các nhà phân tích, các nhà bình luận thì cũng có thể nói là hình dung được rồi khả năng nếu ông tái đắc cử thì chính sách đối ngoại của ông sẽ như thế nào. Nước Mỹ trên hết, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đây là khẩu hiệu chiến lược của nhiệm kỳ trước và cũng là nhiệm kỳ này trong quá trình vận động tranh cử ông Donald Trump. Nghĩa là nước Mỹ thì trên hết, nước Mỹ trước hết, thì trong đây có tác động nhiều đến chính sách đối ngoại của Mỹ. Thứ nhất là nhiệm kỳ trước và những cái tuyên bố của ông gần đây cũng thấy ông đòi hỏi các nước đồng minh của nước Mỹ như ở NATO, như Liên minh châu Âu, các nơi khác thì phải tăng cường tự bảo vệ cho mình, tức là phải chi phí quốc phòng, chi phí an ninh tăng lên, chứ nước Mỹ không thể là cứ gánh vác hết tất cả. Và thực ra mà nói như hiện nay có một cái không khí khá lo ngại trong các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và một số nơi là nếu ông Donald Trump đắc cử thì cái quan hệ đồng minh giữa Mỹ với họ có thể là có yếu đi một chút. Thì đấy là một trong những cái nét cơ bản nhất mà khả năng ông Donald Trump vận hành cái chính sách đối ngoại nếu như tái đắc cử, tức là quan hệ với các đồng minh là như thế. Gần đây thì trong vận động tranh cử cũng như trước nữa, ông Donald Trump cũng thường nói là nếu ông lên thì ông giải quyết cuộc xung đột nhanh lắm, dễ lắm, chỉ trong một vài ngày, nhưng mà không nói biện pháp. Người ta vẫn chờ đợi ông là nếu mà giải quyết cuộc xung đột như xung đột Ukraine hay xung đột Trung Đông hiện nay, giải quyết nhanh như thế thì bằng cách nào, thì ông là không tiết lộ cái cách mà có thể mà để mà giải quyết cái đó. Nhưng mà ông vẫn thường tuyên bố rằng nước Mỹ dưới nhiệm kỳ vừa rồi của Tổng thống Joe Biden ấy, khác với nhiệm kỳ của ông, là nước Mỹ nhiệm kỳ vừa rồi là một nhiệm kỳ mà uy tín, cái vị thế của nước Mỹ ở trên thế giới, đây là lời của ông Donald Trump, là giảm sút chưa từng có, mà ông phải làm mọi cách để cho vị thế của nước Mỹ được tôn trọng, được đề cao hơn nữa so với nhiệm kỳ vừa rồi. Thì cũng không rõ biện pháp, nhưng mà ông Donald Trump tuyên bố là ông có thể làm được. Và chẳng hạn như trong câu chuyện xung đột Ukraine, giữa Nga với Ukraine và các nước mà ủng hộ Ukraine, thì ông cho rằng là cần phải đối thoại với nước Nga, với ông Putin, và tôi có thể đối thoại được, tức là lời ông Donald Trump với Tổng thống Nga. Thì tất nhiên thì ông trong chiến dịch vận động tranh cử thì không nói nhiều về những cái này, bởi vì nếu nói nhiều về khả năng quan hệ với nước Nga thì lập tức cũng là bất lợi, sẽ bị chỉ trích, sẽ bị là ném đá ở nước Mỹ, trên chính trường nước Mỹ. Thì
chưa rõ ràng lắm về mặt định hướng chính sách nếu như ông Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ mới, nhưng căn cứ vào nhiệm kỳ trước cũng như cái chiến dịch vận động tranh cử của chính khách này, của cựu tổng thống này, thì cũng đã thấy một số đường hướng như thế. Còn bà Harris thì một ấy, là chiến lược của bà, như chúng ta đã nói là bà trong vận động tranh cử cũng khẳng định là bà không phải là tiếp tục đường lối của chính quyền ông Biden. Bà nếu nói một cách có thể diễn đạt được là không phải là cái bóng của vị tổng thống mà bà là phó tướng. Và những vấn đề nóng như vấn đề xung đột Trung Đông ấy, thì bà cũng khẳng định là ủng hộ Israel, nhưng đồng thời cũng để xoa dịu những cử tri Ả Rập. Hiện nay thì nhiều cái điều tra, nhiều cái thăm dò cho thấy là các cử tri gốc Ả Rập ở Mỹ thì lại rất không ủng hộ bà Harris. Thì tuy nhiên vận động tranh cử thì bà cũng tuyên bố là phải bảo đảm quyền cho người Palestine, người Palestine đang bị chịu những cái thống khổ trong cái tình hình Trung Đông hiện nay. Như vậy đấy là cũng cách nói, nhưng mà chiến lược bà vẫn khẳng định là kiên quyết ủng hộ Israel. Và đối với Ukraine cũng thế, thì bà Harry có nhiều tuyên bố khác so với ông Donald Trump, mà bà tuyên bố là bằng mọi cách Mỹ và các nước đồng minh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Thì có khác nhau về những cái phát biểu về chính sách đối ngoại, mà tôi nghĩ nếu đắc cử thì cũng sẽ là rất khác nhau. Một thế giới mà tiếp nhận những cái chính sách đối ngoại mới của lãnh đạo nước Mỹ cũng sẽ là khác, chứ không phải là như nhiệm kỳ vừa rồi. Vâng. À, thưa hai vị chuyên gia và thưa quý vị, chúng tôi xin được thêm một chút thông tin về cập nhật số phiếu. Thế là quả. Số phiếu hiện tại đã có sự thay đổi. Số phiếu của bà Harris đã tăng lên 99 phiếu bầu, và số phiếu của ông Donald Trump là 120 ạ. Vâng, thưa quý vị, là một trong những bang chiến trường quan trọng của cuộc bầu cử Mỹ, Michigan luôn thu hút sự đặc biệt vì có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung. Với dân số đa dạng và nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào công nghiệp và sản xuất, kết quả từ Michigan sẽ là một chỉ dấu quan trọng về xu hướng chính trị của cả nước. Sau khi các lá phiếu được thu gom và đếm, người dân và các nhà phân tích sẽ hướng sự chú ý vào bang này để xác định liệu Michigan sẽ tiếp tục là một bang nghiêng hay sẽ có sự chuyển dịch về phía ứng cử viên nào. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đều giành chiến thắng tại Michigan trong hai cuộc bầu cử gần đây nhất. Tuy nhiên hiện hai ứng cử viên Harris và Trump đang bám đuổi quyết liệt tại tiểu bang này, với tỷ lệ thăm dò lần lượt là 48,4% và 48%. Một số bang chiến trường sẽ quyết định kết quả cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ. Trong đó quan trọng nhất có lẽ là Michigan, bang dao động từng bầu cho ông Donald Trump vào năm 2016, nhưng nghiêng về ông Joe Biden vào năm 2020. Michigan với dân số 10 triệu người và có 15 phiếu đại cử tri, từng chỉ bầu cho ứng viên Cộng hòa từ năm 1972 đến 1988, trước khi trở thành một phần trong bức tường xanh ủng hộ ứng viên Dân Chủ trong 6 kỳ bầu cử liên tiếp, giai đoạn 1992-2012. Năm 2016, thì ông Trump đã đổi màu Michigan, đánh bại bà Clinton với 0,2% số phiếu, mức chênh lệch xít sao nhất trong bầu cử năm đó. 4 năm sau thì Michigan lại ngả xanh khi bầu cho ông Biden. Dữ liệu khảo sát gần đây chỉ ra rằng nền kinh tế có tầm quan trọng nhất đối với cử tri Michigan và tầng lớp lao động của tiểu bang là nhóm chính mà cả hai ứng cử viên đều phải giành được. Trong mùa bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hồi đầu năm, khi ông Biden chưa bỏ cuộc, hàng loạt cử tri đã bỏ phiếu không cam kết thay vì chọn một ứng viên cụ thể của đảng này để nhằm cảnh báo về sự ủng hộ mà Mỹ dành cho Israel. Bà Harris đang có lập trường cứng rắn hơn so với ông Biden về Israel, trong khi ông Donald Trump thì kêu gọi Tel Aviv nhanh chóng kết thúc xung đột tại giải Gaza. Các ứng viên Tổng thống Dân Chủ và Cộng Hòa đều đã đến vận động tranh cử ở Michigan nhiều lần trong năm nay, cho thấy hai bên đều coi bang này là chìa khóa dẫn tới chiến thắng. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, với kết quả chưa được công bố thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những lá phiếu cuối cùng được kiểm và các con số thống kê thì sẽ sớm được chúng tôi cập nhật. Trong khi các quan chức bầu cử khẳng định rằng quá trình kiểm phiếu sẽ được thực hiện minh bạch và kỹ lưỡng, các cử tri và giới phân tích đều đang chờ đợi một kết quả có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cả chính trường Mỹ và nền kinh tế toàn cầu. Vậy thì chuyên gia dự đoán như thế về thắng lợi của từng vị ứng cử viên như thế nào tại địa điểm Michigan này? Michigan thì tôi nghĩ rằng là nếu như với theo cái chị già đấy thì bà, cho dù là cũng nó ra cái con số mà chị vừa mới nói, tức là nó cũng rất trùng khớp với tất cả các con số trong vòng mấy ngày vừa qua, thì có nghĩa là bà Harris thắng ở Michigan, nhưng mà
chỉ tranh có không phải mấy phần trăm thôi. Dạ. Đấy, theo tôi biết là như vậy. Mà bang ý mà đã thắng, mà nếu như Pennsylvania thì thêm cái bang kia mà rõ ràng là thì gần như có thể, chỉ cần nhìn vào hai cái nơi đấy là có thể biết là ai là người thắng cử. Mà chúng ta đã thấy là nếu mà theo cái con số như vậy là thấy là cái bang miền Nam lúc đầu kiểm tra đúng không? Thì ông Trump rất xa. Đúng từ rồi. 90 cho bà kia chỉ có 27. Thế bây giờ là ông kia là 120 thì bà này lên 99 là chỉ còn cách có 20 thôi. Đấy. Ta thấy là nó là có vấn đề là như vậy. Thế là nếu như mà các vào các cái bang chiến trường mà giành được, đồng thời là cái phiếu đại cử tri mà nó lớn thì là ưu thế nó đi xa. Ở bang Michigan thì lúc này có điều lý thú là coi như gần như là 100% số phiếu đã được xác định rồi, kiểm rồi đấy. Thì theo hãng NBC News tôi xem ở đây thì như vậy là bà Harris dẫn trước với 52,9%. Còn ông Donald Trump thì 45,2%. Còn một ứng cử viên khác là 1,9% thì không đáng kể. Như vậy chỗ này là bà Harris của Đảng Dân Chủ đang dẫn trước khá tốt. Thì trước đây vẫn mà dự đoán là Michigan có thể nói là 100% phiếu được kiểu đó, được kiểm đó. Thì đấy là điểm đáng chú ý. Vậy là điểm Michigan đã chốt rồi đúng không ạ? Vâng. Nếu mà Michigan chốt như thế thì cái lợi thế của bà là cao đấy. Tôi nói là vì cái vấn đề kinh tế, như là chúng ta biết là vấn đề kinh tế ở cái vùng đấy là nó rất là quan trọng mà. Thì cái nền kinh tế Mỹ vừa rồi là cái chỗ vùng đấy là nó được hưởng cái lợi ích từ cái kinh tế. Mà bạn nhớ là kinh tế là một yếu tố quan trọng, nó gọi là gần như cái tỷ trọng, chiếm khoảng 30%. Đấy. Tại bang quan trọng là Pennsylvania đấy, thì mới có khoảng 18% số phiếu được kiểm thôi. Và tôi thấy là ông Donald Trump đang chật vật để mà đuổi theo bà Harris. Bà Harris hiện nay với 18,0% số phiếu đã được kiểm, thì bà Harris có 61,1% số phiếu ủng hộ, còn ông Donald Trump thì chỉ 38,2 thôi. Ở cái Pennsylvania này tôi chỉ thêm một cái chi tiết để chúng ta thấy nó là nó có một cái người ta rất không hài lòng với ông Trump đâu, là vì tôi kể lại câu chuyện cái năm 2018 đấy. Là cái hạt của Philadelphia đấy, mà trước đây cái bang đấy là Đảng Cộng Hòa là giành rất nhiều lần chiến thắng ở đấy. Nên khi ông Trump ông ấy mà năm 18 thì ông đang là tổng thống, thì cái năm đấy là năm của cái đội bóng Super Bowl ấy của Philadelphia, của cái hạt đấy nó vô địch. Dạ. Thì theo truyền thống ấy thì người ta nói là tổng thống đương nhiệm là người hay mời cái đội vô địch Super Bowl của cái năm ấy đến Nhà Trắng. Thì cái năm 2018 thì ông Trump cũng đang đương nhiệm, thì cái đội Philadelphia người ta nói đánh bại cái đội New York của ông ấy, thành ra là ông ấy bảo thế không mời. Vậy thế là đau lại nhất lòng ạ. Thế là cái hội đấy nó mới thù, cho nên là đến năm 2020 đấy, lúc bỏ phiếu cho ông Biden đấy, thì nói là cái bang đấy nó cứ ngang ngửa mãi cho đến phút chót, thì đến cái lúc mà cái hạt Philadelphia người ta bỏ phiếu thì người ta còn lên mạng người ta bảo với nhau là hãy báo thù cho mối thù 2 năm trước. Thế thì đến lúc đó thậm chí là có người trong cái nhóm bầu cử còn gọi điện cho ông Biden bảo là ông yên tâm chúng tôi sẽ bỏ cho ông. Thì lúc giờ tôi còn nhớ là nói là cái bang đấy nó có 2.800 phiếu thôi, thì 2.400 phiếu là bỏ cho ông Biden. Cho nên là ông Biden được luôn cả cái bang luôn là 19 đại cử tri. Cho nên là mới tạo ra một cái bứt phá lúc bây giờ là ông Trump còn không còn cách nào có thể. Cho nên là tôi nói là ở cái bang, cho nên không phải ngẫu nhiên mà bà Harris chọn đúng Philadelphia là cái buổi ngày hôm qua, đêm hôm qua là kết thúc, đúng không? Là phát biểu ở đấy, là có cái ý đó. Thế nhưng có thể là tế nhị, người ta không nhắc lại cái chuyện kia vì như thế nó sẽ không hay về mặt tư cách, cho nên là người ta để nguyên. Nhưng mà đến đấy là tôi nghĩ là trong ý đồ là có ý là bang quan trọng nhất mà lại là phức tạp nhất mà người ta lại đang có cái bực bội với cả ông kia, thì tốt nhất là đến cái chỗ đúng là cái điểm đấy thì sẽ tích tụ được rất nhiều người. Và vì vậy là cái cách thức tôi nghĩ là, tôi đoán là trong cái ý đồ chiến dịch tranh cử của bà ấy, là kết thúc ở Philadelphia là như vậy. Vâng, chúng ta đã có một số thông tin về Michigan, rồi ở Pennsylvania đúng không ạ? Yeah. Còn tiếp theo đây sẽ là một bang rất đặc biệt với lịch sử bầu cử luôn bất định và là nơi quyết định nhiều cuộc bầu cử tổng thống trong quá khứ. Wisconsin sẽ tiếp tục là một yếu tố quan trọng để xác định xu hướng chung của quốc gia. Các lá phiếu giờ đây đã được thu lại và mọi ánh mắt đều chờ đợi kết quả từ một bang có dân số đa dạng và nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp. Sự chuyển động của cử tri tại Wisconsin sẽ là một chỉ số đáng chú ý về sự phân hóa chính trị hiện tại của nước Mỹ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh tại khu vực này.
bang Wisconsin có 10 phiếu đại cử tri. Trong những cuộc bầu cử gần đây, chiến thắng ở tiểu bang này thường được quyết định với khoảng cách vô cùng xít sao, khiến cử tri Wisconsin đặc biệt rất dễ bị ảnh hưởng bởi các ứng viên của bên thứ ba. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên độc lập Robert Frank Kennedy Jr. có thể thu hút sự ủng hộ đáng kể ở Wisconsin. Và điều này có khả năng ảnh hưởng đến số phiếu của bà Harris và ông Trump do ông Kennedy đã công khai ủng hộ ông Trump. Wisconsin với 5,9 triệu dân và 10 phiếu đại cử tri từng được coi là thành trì của Đảng Dân Chủ từ năm 1988 đến năm 2012. Bang này đổi màu vào năm 2016 khi bầu cho ông Trump với chênh lệch 0,7 điểm phần trăm. 4 năm sau thì Wisconsin tiếp tục đổi màu khi mà ông Biden thắng với cách biệt là cũng 0,7%. Sau thất bại vào năm 2020, Đảng Cộng Hòa coi Wisconsin là một ưu tiên trong chiến dịch tranh cử năm nay. Đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hòa hồi tháng 7 được tổ chức ở thành phố Milwaukee ở bang này và ông Trump cũng từng nói nếu thắng Wisconsin, chúng ta sẽ thắng cả cuộc bầu cử. Bà Harris dường như cũng chung nhận định với cựu Tổng thống. Bà tuyên bố con đường vào Nhà Trắng sẽ đi qua Wisconsin, bà nói tại một sự kiện vận động hồi tháng 7. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, cái bang Wisconsin có 10 phiếu đại cử tri là một trong những bang chiến trường quan trọng và có ảnh hưởng lớn trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mặc dù bang này không phải là bang có số phiếu đại cử tri nhiều nhất như là California, Texas hay Florida dẫn đầu trong nhóm này, nhưng mà Wisconsin thì lại đóng vai trò then chốt trong việc quyết định kết quả bầu cử. Đặc biệt là trong các cuộc bầu cử gần đây thì tại sao lại như vậy thưa chuyên gia? Thì bởi vì là cái bang đấy là cái bang mà nó hay dao động từ bên nọ sang bên kia rất là nhiều. Cho nên là anh nào mà nắm được cái đó thì tức là anh thêm 10 phiếu đại cử tri nó là cả một vấn đề rồi. Vì trong bọn nhớ là có 7 cái bang mà ta gọi là bang chiến địa đấy, đúng không? Thì nếu như mà anh đã giành được bất kể, không phải là chỉ có Wisconsin đâu, mà tất cả tôi nhớ là quan trọng nhất vẫn phải là Pennsylvania, Michigan, thứ. Còn khi người ta nói tranh cử thì người ta phải lấy lòng cử tri, thì người ta nói là đây là vùng quan trọng, là phải đi qua đây thì mới vào được Nhà Trắng, thì cái chuyện đấy là tranh cử thôi. Chứ còn nó cũng quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng mấy cái bang kia được. Bang kia nó gần như gấp đôi đại cử tri, với hai là cái khó đoán hơn nhiều. Chứ Wisconsin cũng là có cái swing đấy, là lúc thì bên này, lúc thì bên kia đấy. Thì nhưng mà vẫn là về cơ bản là vẫn nghiêng về Đảng Dân Chủ. Đấy. Vâng. Chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, chuyên gia đánh giá như thế nào về bang này? Đã gọi là các bang chiến địa, 7 bang đấy, 7 thì bang đều là phức tạp cả. Và có cuộc này thì bên này thắng, có cuộc kia bên kia thắng. Bang Wisconsin này thì năm 2016 thì Donald Trump thắng chỉ chưa đây 1 điểm phần trăm thôi. Vậy. Năm 2020 thì đến lượt ông Joe Biden thì cũng chưa đây, hơn nhau chỉ chưa đây 1 điểm phần trăm, mà là thắng là ăn cả đấy. Thì tôi xem cái tư liệu mà quá trình bầu cử họ đưa ra đây, những cuộc bầu cử từ 1992 đến năm 2020 thì nó cứ đều đều, có lần thì Đảng Dân Chủ thắng thế, có lần thì Đảng Cộng Hòa thắng thế. Cho nên nói như chuyên gia Bùi Ngọc Sơn thì thắng được thêm chỗ này là thêm được mấy là phiếu đại cử tri, có lúc đã tổng số phiếu đại cử tri đến gần chó để đỡ tương đương ngang ngang, nhưng một chỗ mà chỉ có thêm 3 phiếu, 2 phiếu là đã cán cân, đã nghiêng hẳn và giành thắng lợi cuối cùng. Thì thường cứ phải chờ đợi những bang này, và hiện nay đang diễn biến và tôi thấy trở lại với bang Pennsylvania chút thì lại tiếp tục bà Harris dẫn này. Và những chỗ này thì cứ đang theo dõi, chưa có một cái chỗ thứ sự vượt trội của bên nào. Còn 4 cái bang chiến địa là bang gì nữa nhỉ? Nebraska, Michigan là một, Nevada, North Carolina. North Carolina thì chắc là ông Trump cũng như là ông chiếm trọn rồi thì phải. North Carolina là như là ông. Vâng, chuyên gia Nguyễn Đăng Phát vẫn đang cập nhật những thông tin rất là sát sao đây ạ. Mình trở lại đây là một cuộc vấn đề về quốc tế đấy mà. Thì theo cái nhận định của tôi ấy, thế này, ta nhớ là ông Trump ông có cái triết lý mà theo kiểu gọi là nước Mỹ trên hết, nhưng mà thực chất về phân tích ra thì nó là một cái tư tưởng nó rất là ích kỷ và mang tính biệt lập. Hơi cá nhân đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu như ông ấy mà lên thì thực sự là thế giới là cực kỳ phức tạp. Là vì sao? Là vì ông đấy là ông ấy không có quan tâm đến ai cả. Nói thẳng luôn là như thế. Là vì và ông cũng không cần biết, chỉ biết là chủ nghĩa đơn phương. Làm chơi với ông thì là phải có tiền.
có thế thôi, còn không có tiền thì anh em bạn bè đồng minh đồng không quan trọng gì cả, là ông ấy không thích. Cho nên là, mà thứ hai là ví dụ như vì vậy cho nên là rất nhiều các cái đối tác mà người ta biết ý, thì người ta chỉ cần làm sao mang vài cái hợp đồng đến thì là ông ấy đồng ý, còn nếu không ý là ông ấy không bằng lòng. Vì vậy là nói thật, một trong những cái động cơ tại sao ông cứ suốt ngày ông ấy nói về Ukraine, ngoài cái chuyện với ông Putin ông có một cái quan hệ khá tốt với ông Putin rồi, thì cái Ukraine đấy là ông ấy đang tiêu tiền của ông, của nước Mỹ đi, cho nên là ông không thích, nói thẳng là như vậy. Chứ còn nếu như mà Ukraine mà có nhiều tiền mà cứ bỏ tiền ra mua vũ khí của nước Mỹ mà cứ trả bao nhiêu tiền cũng trả thì ông thích lắm, hay tôi cam đoan với bạn là như vậy. Cho nên là nếu như ông ấy mà lên thì chắc chắn Ukraine là rất phức tạp, khó lắm. Nhưng mà cái cuộc chiến ở Israel ở Trung Đông ấy thì lại có thể chưa chắc là đã là kết thúc được ngay đâu, là vì ông ấy là ông ủng hộ Israel là rất rõ ràng, ông ủng hộ thẳng thừng luôn. Cho nên là cái người cử tri Mỹ đấy đang bức xúc với cái bà Harris này là vì là cứ đưa vũ khí cho Israel để đánh Palestine, thì tôi bảo đấy là không đúng. Cho nên ông Bernie Sanders ông nói rất chính xác, ông bảo đừng có bỏ phiếu cho Trump nếu như các vị muốn gọi là cứu giúp đỡ người Palestine, thì còn bỏ phiếu cho Trump thì còn khiếp hơn nhiều, là vì lúc bây giờ là ông sẵn sàng đấy, ông đã nói với cả ông kia là ông cứ làm cái gì ông phải làm. Thế có nghĩa là gần như là ông cứ tự do mà làm, đúng không? Cho nên là cái vật đấy đó là sẽ phức tạp. Thế thêm một cái nữa là trên toàn cục thì ông cũng không quan tâm đến độc tài hay là dân chủ hay là đánh nhau chiến tranh chém giết ở thế giới, mà kệ, chỉ biết rằng là nước Mỹ là về nhà là làm ra tiền và kiếm tiền. Còn ông nào mà vào đây cũng thế thôi, ông cũng thực ra ông cũng sai lầm cả về kinh tế, là vì ông đuổi người ta đi ra khỏi thì lấy đâu ra lực lượng lao động mà để ông ấy giàu có lên được, đúng không? Cho nên là cái thứ đó cũng là cái sai đấy, nhưng mà cái tính ích kỷ của ông nó là như thế. Cho nên là nếu mà suy ra mà từ cả về vấn đề các cái cuốn sách mà từ trong gia đình của ông ấy viết ra, những người cháu và những người em gái của ông nói, thực ra trong nhà, trong cái hành xử cá nhân với ông này, người ta cũng thấy cái chuyện đó. Cho nên là tôi nói thật là cái tính cách cá nhân của ông này, rồi đi làm doanh nhân thì cũng thế. Cho nên là cái ông ấy làm theo cái cách được một cái cảm hứng rất là nó không có dựa trên. Vì vậy tôi rất là lạ lùng, và tại sao ông này phát biểu các cái chính sách. Thực ra mọi người bảo chính sách kinh tế của ông Trump là không có chính sách. Chính sách kinh tế là nó phải dựa trên những cơ sở về lý thuyết, học thuyết và có phân tích, rồi là đưa ra các cái nghiên cứu rõ ràng về cái lợi, cái hại, rồi bắt đầu người ta mới quyết định. Đằng này ông này là ông theo cái cảm hứng, ông chỉ có biết đến thuế thôi. Tức là bây giờ nói là tóm lại là cái chính sách kinh tế của ông này là vấn đề công nghiệp thế nào, vấn đề công ăn việc làm ra làm sao không cần biết, chỉ biết cứ chỉ thấy nói đến thuế thôi, đúng không? Tức là vì sao? Là vì ông chỉ quan tâm đến cái phần của nước Mỹ trong cái nền kinh tế thế giới. Đến đấy mà kiếm tiền của ông mà mang về thì là ông ấy sót, là ông không chịu, có thế thôi. Đó là ông này nó là như thế. Nếu như ông mà lên kinh tế thế giới sẽ có bất ổn, cái cả cái kinh tế, cả cái chính trị thế giới cũng sẽ bất ổn. Tất nhiên là đấy, bạn thấy là EU và NATO là coi như gần như là sẽ khó khăn, rất lo sợ về cái cảnh Trump trở lại Nhà Trắng, đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta vừa mới có thêm thông tin cập nhật về số phiếu của hai vị cử tri ạ. Và hiện tại thì ông Trump đang là 177 phiếu và bà Harris là 99 phiếu ạ. Thì nó vẫn tiếp tục. Hai vị khách mời, thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, chuyên gia có bất ngờ về kết quả này không ạ? Không, tôi vẫn quan niệm là đây đang tiến trình ban đầu nó chưa thành xu hướng. Do đó thì tôi muốn là theo dõi thêm, nhưng tôi không nghĩ là đã bất ngờ với cái kết quả này. Thế ạ. Và tôi cũng bổ sung thêm, tức là gọi là số phiếu tỷ lệ cử tri thường ấy, tất nhiên tỷ lệ cử tri bình thường ấy, số phiếu của cử tri phổ thông ấy, thì hiện nay ông Donald Trump cũng đang có ưu thế với 52,1% trên toàn quốc. Thì cái còn bà Harris là 46,6%. Nhưng mà cái này không có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì quan trọng là số phiếu đại cử tri. Vì như bà Hillary Clinton ấy, thì đã từng giành được số phiếu của cử tri nhiều hơn, nhưng mà vẫn... Tôi xem cái bản đồ kia là tôi thấy hơi... là bà Harris là đang có lợi thế, nên là vì ngày hôm qua là cái bản đồ đấy, cái phần giữa nước Mỹ kia là toàn đỏ kia, hôm nay nó lên được xanh thế kia là tôi thấy là hơi lạ đấy. Không phải xem đấy là những bang nào, có thể chính là những bang của ấy, của tất nhiên tôi chưa nhớ rõ lại. Dân chủ. Nhưng mà bởi vì sao, là vì cái phần miền đông này, miền tây này với cả phần miền nam này thì chúng ta biết là của các bang của bên đảng
Cộng Hòa là nhiều rồi, thì người ta vẫn cứ thế thôi. Đây bắt đầu nó sẽ dịch sang bên tay trái này thì mấy cái bang gì nhỉ, Florida, à gì nhỉ, Cali, các nước thì tất cả các bang đấy là phiếu đại cử tri của nó rất lớn, đúng không? Đấy, nó sẽ thay đổi ngay. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy đây là một cuộc bầu cử với nhiều bất ngờ và căng thẳng, không chỉ vì những cuộc tranh luận chính trị nóng bỏng mà còn do sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ. Hôm nay chương trình chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thanh Tuấn, người đang theo dõi sát sao diễn biến của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay để điểm qua những vấn đề nổi bật từ các cuộc vận động tranh cử tại New York, một trong những bang quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Xin mời anh Thanh Tuấn chia sẻ với chúng tôi về tình hình thực tế và những diễn biến mới nhất tại New York ạ. Hiện tại tôi đang có mặt tại điểm bỏ phiếu ở tiểu bang Pennsylvania, bang chiến địa với 19 phiếu đại cử tri và dự kiến sẽ đóng vai trò quyết định nhất trong số 7 bang dao động của cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo đánh giá của giới phân tích và hàng loạt kết quả thăm dò dư luận trước thêm bỏ phiếu, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 giữa hai ứng cử viên Donald Trump bên phía Đảng Cộng Hòa và Kamala Harris bên phía Đảng Dân Chủ sẽ là một trong những cuộc chạy đua gay cấn và siêu xích sao nhất trong vòng một thế hệ. Dự báo này càng có cơ sở khi điểm bầu cử đầu tiên công bố kết quả đã cho thấy thế bất phân thắng bại giữa hai ứng cử viên. Tại hạt bầu cử Dickville North ở bang New Hampshire, nơi nổ phát súng lệnh đầu tiên của ngày bầu cử, kết quả kiểm phiếu đã cho thấy mỗi ứng cử viên giành được 3 trên tổng số phiếu bầu tại đây. Không khí bầu cử năm nay thì nhìn chung tôi thấy rằng kém sôi động hơn các năm trước. Một trong những lý do đó là vì tỷ lệ cử tri bầu cử sớm và bỏ phiếu qua mail, qua đường bưu điện tăng mạnh. Theo Ủy ban bầu cử liên bang, năm nay có khoảng 210 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn, thì đã có tới khoảng 87 triệu cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân trước ngày bỏ phiếu, tức là khoảng 40%. 2024 sẽ là cuộc đua quyết liệt, xích sao và khó dự đoán nhất trong những năm gần đây. Theo dự báo của tờ The Hill, số lượng các bang đổi màu từ xanh sang đỏ hay là từ đỏ sang xanh, tức là có kết quả khác với cả cuộc bầu cử 4 năm trước, sẽ không nhiều. Tổng số lượng các bang tạm gọi là kiên định này hiện nay là 43 bang. Do đó, kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ được quyết định ở 7 bang dao động gồm Nevada, Arizona, Wisconsin, Georgia, Bắc Carolina, Michigan và Pennsylvania. Mọi số liệu tới thời điểm này đều cho thấy sự ngang tài, ngang sức giữa ông Trump và bà Harris. Tuy nhiên, có khoảng 8% cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng trước giờ bỏ phiếu và nhiều khả năng chính khối cử tri này sẽ định đoạt ai sẽ là chủ nhân Nhà Trắng trong 4 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Pennsylvania cũng sẽ đóng một vai trò là key state, cũng như là bang mang tính quyết định, mang yếu tố cuối cùng quyết định ai sẽ giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, giống như trường hợp của bang Florida năm 2000. Tại tiểu bang Pennsylvania, hai ứng cử viên Trump và Harris cũng đang bám đuổi quyết liệt. Tỷ lệ thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy ông Trump nhận được 49,3% số phiếu ủng hộ, trong khi chuyên gia đánh giá như thế nào về những cái lý do mà khiến người dân Mỹ rất thận trọng với việc dự đoán ai sẽ giành chiến thắng cho chức tổng thống Mỹ năm nay ạ? Tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng, có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do là cái lần tranh cử này giữa hai ứng cử viên của hai đảng lớn ở Mỹ, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, thì nó rất xích sao. Và xã hội Mỹ thì từ những năm trước, những nhiệm kỳ trước thì cũng bị chia rẽ giữa hai, có thể nói là hai cái chiến tuyến này, bên ủng hộ Đảng Cộng hòa, bên ủng hộ Đảng Dân chủ, và lực lượng về cơ bản là cũng ngang nhau. Thứ hai nữa, có một cái yếu tố rất quyết định là cái đặc điểm của cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ. Thì như bạn biên tập viên cũng vừa phân tích, thì do cái tính chất là tính theo phiếu đại cử tri, mà đại cử tri thì ở các bang thì về cơ bản là dựa theo cái số dân ở bang đấy, thì nhiều hay ít là vào số dân đấy. Và hầu hết ở các bang ở Mỹ thì nói chung tại bang ấy, nếu mà đa số cử tri bỏ phiếu để nghiêng về phía nào thì cái ứng cử viên này nó sẽ lĩnh tròn toàn bộ cái danh sách đại cử tri ở chỗ ấy. Tất nhiên một số bang không như thế, một số bang sẽ tính toán theo tỷ lệ phần trăm. Giả sử bang này là ví dụ có 10 đại cử tri, thì theo tỷ lệ phần trăm thì ứng cử viên A này này mà giành được một cái tỷ lệ này có thể được là 6 phiếu đại cử tri, mà ứng cử viên khác thì có thể được 4 đại cử tri, chứ không phải là tất cả đại cử tri của bang ấy. Nó phức tạp lắm, một cái hệ thống bầu cử ở nước Mỹ rất phức tạp. Do đó mà
cái tính chất căng thẳng về mặt đối lập, về quan điểm, về chính sách, về đường lối, về khả năng cầm quyền thì đã đành rồi, nhưng cũng là căng thẳng xích sao về cái tính chất là nên mọi người buộc phải chờ đợi mới những cái kết quả kiểm phiếu đầu tiên là chưa nói lên vấn đề gì, mà cứ phải theo đuổi, và đến khi mà giả sử một ứng cử viên nào đó giành được một cái số phiếu đại cử tri vượt trội quá bán thì mới rõ ràng, chứ không là sẽ rất là phức tạp, không theo dõi được, không thể là khẳng định được. Có lúc có thể là ăn mừng sớm, tức là những người ủng hộ đấy, và thậm chí bản thân một cái ứng cử viên nào đấy cũng có thể là ăn mừng sớm. Ở cuộc bầu cử năm 2004 này thì phía Đảng Dân Chủ họ nói nhiều, tất nhiên đấy cũng là một sự công kích thôi, là họ rất lo ngại là ông Donald Trump sẽ ăn mừng chiến thắng sớm khi mà kết quả chưa rõ ràng, kết quả chưa được công bố chính thức. Thì họ cảnh báo như thế, và họ nói như thế, đây cũng là một sự chỉ trích đối với ứng cử viên đối thủ, nhưng đồng thời cũng cảnh báo những cái khả năng gọi là có những cái bộ phận cử tri, những người ủng hộ có thể bị kích động và cho rằng là ứng cử viên của mình mà mình ủng hộ đã chiến thắng rồi, và có thể đổ ra đường rồi có những cái hành động nhất định nào đấy. Cho nên tôi cũng nói thêm là cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 này, này thì các biện pháp an ninh, bảo đảm an toàn trật tự xã hội và an ninh chung, an ninh tại các nơi bỏ phiếu, an ninh cho các ứng cử viên, nhất là ông Donald Trump, thì đã được siết chặt chưa từng thấy so với những cái cuộc bầu cử trước đây. Cho nên cuộc bầu cử ở Mỹ hôm nay chúng ta đang theo dõi là cuộc bầu cử có thể nói là rất lý thú, ý nghĩa của nó thì tác động lớn đối với khu vực và thế giới thì đã đành rồi. Những cái diễn biến của nó, cái tính chất đặc điểm của cuộc bầu cử ở Mỹ là những cái sự kiện mà theo dõi rất lý thú và rất căng thẳng, và thậm chí trong suốt cái ngày đầu tiên của cuộc bầu cử là cũng có thể là chưa mang lại những cái kết quả rõ rệt, và cũng có thể chưa được đánh một cái dấu chấm hết trong cái vấn đề theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ năm nay. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, chuyên gia có đánh giá như thế nào về những nỗi lo sợ của người dân Mỹ xảy ra bạo loạn khi mà cuộc bầu cử kết thúc ạ? Năm nay thì ông Donald Trump vừa rồi có tuyên bố, có thể nói là gọi là cam kết đối với xã hội ấy, là lực lượng của ông là những người hiền từ, những người hiền lành, những người không thích bạo lực và không có hành động bạo lực đâu. Bởi vì năm 2020 thì dư luận cũng biết rồi là có những cuộc bạo động và tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ vân vân, và về sau đã có khởi tố rồi nhiều vấn đề, bản thân ông Donald Trump cũng bị cáo buộc trong cái câu chuyện này. Thì tất nhiên là nó ở cái mức độ vừa phải, không phải là người chủ trương kích động, người kêu gọi thực hiện những cái cuộc bạo động hồi năm 2020 ấy. Thì rút kinh nghiệm của cái lần đó và cũng căn cứ vào cái sự căng thẳng của cuộc bầu cử lần này của giữa hai ứng cử viên chính lần này, thì chính quyền Mỹ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa nhiều vấn đề. Chẳng hạn như ông Donald Trump khi đã vận động tranh cử đã từng bị bắn suýt chết, ông chỉ ngoảnh đầu gái thế này là thoát chết, chứ không thì không còn ông Donald bây giờ nữa. Và về sau được tăng cường bảo vệ cho cá nhân ông trong những cái cuộc vận động, và nói chung ấy, thì do tính chất thế thì có một cái sự lo ngại chung, và chính quyền Mỹ với chức năng của họ, các cơ quan chức năng thì thực hiện những biện pháp phòng ngừa cái đó. Còn tôi nghĩ bản thân ông Donald cũng có rút kinh nghiệm cho mình khi mà đưa ra tuyên bố như tôi vừa nói, rằng là những ủng hộ viên của ông ấy, cử tri của ông của Đảng Cộng Hòa là những người không có hướng bạo động, không mà những người là yên bình, những người tôn trọng trật tự, vân vân, thì cái đó cũng là những cái tín hiệu tốt theo tôi nghĩ thế. Vâng, thưa chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, ông đánh giá thế nào về cái nỗi lo của người dân Mỹ sẽ xảy ra bạo loạn nếu như bầu cử Mỹ kết thúc? Cái đấy là chắc chắn là có, là vì cái từ cái lần trước mà bản thân ông Trump thì cái cách thức khẩu khí của ông đi tranh cử là ông ấy đẩy tất cả những cái vấn đề chia rẽ xã hội, rồi các cái đe dọa lên rất là ghê gớm, cũng như ông đến cái lần cuối cùng ông nói rằng tất cả dưới kia toàn là fake news, tức là toàn hội tin giả thôi, hiểu không? Và chỉ cần có ai nếu muốn bắn tôi phải bắn qua cái hội đấy, tức là đưa ra một cái người đi tranh cử tổng thống mà nói ra cách thức. Thế rồi là kể cả ông ấy mắng nhiếc cả bà Dick, cái bà con gái của ông và ông Cheney, mà bà đấy là một cái thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, và bà đứng ra ủng hộ bà Harris, thì bà nói là bà ấy là xứng đáng là cho vào phòng và cho một phát súng vào mặt
tức là cái cách thức như thế thì nó gây, chính ông là cái nguồn gây ra những cái thứ lo ngại cho cái xã hội Mỹ và cái chính quyền để bảo vệ cái an ninh cho cái này. Cái đấy là rất khó. Mà cái hai nữa là gì, trong cái chiến thuật thì Steve Bannon ấy, vừa rồi là mới được thả, ông ấy là cố vấn chiến dịch của ông Trump lúc mà ông thắng năm lần trước, mới được thả ra tù sau hết 4 tháng ra tù. Thì ông nói là cái cách thức mà ông ấy làm là gì, bao giờ cũng có cái thủ thuật là gì, là gần đến một cửa là tuyên bố là mình là người chiến thắng ấy đã. Sau đó thì cái phiếu đó nếu như mà kiểm đúng như mình nói rồi thì không sao. Còn nếu như mà nó trái ngược thì coi như là công bố là gian lận và phát đơn kiện. Đấy, tức là cái cách thức đã không, cái Đảng Cộng Hòa này tôi biết xem cả các những cái phim về tranh cử là họ hay dùng các những cái chiến thuật và các cái tiểu xảo rất là ghê gớm. Cho nên là tức là điều đó chứng tỏ gì, là nó đã có cái tiềm tàng về những cái vấn đề đó. Thì cái mối lo nó là đúng. Nhưng mà tôi muốn trở lại là với cái câu hỏi trước của bạn một chút, là về cái tại sao cái bầu cử ở Mỹ cái lần này nó lại khó đoán đến như thế. Là vì cũng lại phải nói luôn, nhắc lại luôn, là vì tôi nói luôn là nó có quá nhiều cái vấn đề nó dồn vào người ta buộc phải nghĩ trong một lần này. Những cái lần khác thì có thể chỉ là vấn đề kinh tế, hoặc là đúng không, vài cái vấn đề, một hai cái vấn đề nó nổi nó lên thôi. Còn ở đây chúng ta biết là nào là vấn đề biên giới, nào là vấn đề quyền phá thai, đúng không nào? Rồi là nào là vấn đề kinh tế, rồi là trên thế giới thì là cả cuộc chiến ở Ukraine, thì bên vì cả thế giới là hợp chủng quốc mà, nên có nhóm thì ủng hộ người Ukraine nhưng có nhóm lại ủng hộ người Nga. Thế rồi cái cuộc chiến cả ở Palestine, ở Trung Đông nữa, thì bây giờ có nhóm ủng hộ Israel, có nhóm lại ủng hộ, cũng sống ở Mỹ. Cho nên là bạn phải nhớ rằng là vì nó có quá nhiều vấn đề và quá nhiều các thành phần ủng hộ quan điểm nó trái ngược nhau như thế, thế lại cộng với một cái vị đương kim, một cái việc vị tranh cử lại kích động vào những tất cả những cái rắc rối và hận thù như thế. Mà thậm chí là cái chiến thuật của ông nói, ông cứ nói không cần chứng minh gì cả, ông chỉ cần đánh. Vì đây là cái, tôi nghĩ là ông này là ông ấy phát huy cái gọi là cái tố chất nghề nghiệp của gọi là chủ talk show của ông lên, là chỉ cần cái talk show đấy làm sao mà nó kịch tính và nó làm cho người ta coi như là phải chú ý thế thôi, chứ còn lại chứng minh hay không cụ thể cũng không cần biết. Thì cái đấy là nó có cái phát huy của nó, nên là cái việc đó thì ở trong một cái vấn đề tranh cử về chính trị như thế này là nó sẽ có thể gây ra những cái cảm xúc thái quá, và nó có thể từ cái cảm xúc thái quá đấy nó mới gây ra những cái bất ổn và những cái hành động thái quá. Cho nên là cái lo lắng đấy là có, và cũng là hiểu là tại sao cái lần bầu cử này nó lại phức tạp đến như thế và nó cũng khó đoán đến như thế. Đấy, nói thật với bạn là như vậy. Với hai là cái dân số Mỹ ở cái thời điểm này là nó cũng thay đổi. Trước đây người ta bảo là, vì vậy là tại sao cái môn khoa học về gọi là thăm dò dư luận và đưa ra con số thống kê là ở Mỹ là nó rất phát triển, là vì anh cứ nói là cái vùng này thì thật, thế nhưng mà 3-4 năm sau thì có khi là những người khác, người ta đến đây người ta sinh sống, người ta đã sinh con đẻ cái và người ta định cư, nó thay đổi rồi mà người ta không còn là ở đây nữa. Thì trước đây anh bảo là cái vùng này, ví dụ như là vùng này ngày trước là người Thanh Hóa sống nhiều, nhưng mà đến sau này là người Thái Bình, rồi có khi là người ở Hà Nội vào cũng sống cũng nhiều, thì cái cấu trúc dân cư nó thay đổi đi, thì anh phải nghiên cứu lại. Nếu như mà chưa nghiên cứu xong mà lại cứ nghĩ nó là nó như trước đây mà đưa ra phán đoán thì là sai luôn. Cũng như là vấn đề là cái khác biệt về mặt kỹ thuật, như là bạn vừa mới nói là cái vấn đề là đại cử tri và phiếu phổ thông. Thì có khi là vì khi anh làm survey, anh làm khảo cứu, thì cái phiếu những cái người mà người ta bảo cái hướng như thế này thì có khi nó lại nằm rất đông ở một cái bang như thế, và như vậy là bảo là như vậy là người có thể là bà này thắng hoặc là ông này thắng. Thế nhưng mà cái số đó lại nếu mà không may nó tập trung vào một cái bang mà số đại cử tri nó cũng không phải là nhiều, mà thậm chí có khi chỉ vài người người ta tham gia cái survey đó, người ta nằm ở cái bên ít, nhưng mà người ta lại nằm ở cái bang mà phiếu đại cử tri lại số lớn, thì đến khi đó người ta lại thắng, thì cuối cùng cái đại cử tri nó lại thắng. Nên là ông nào nắm được đại cử tri mới là quan trọng, nên là cái phiếu phổ thông ở Mỹ không quan trọng. Nên là cái chiến thuật của mình là cứ xem trên cái bản đồ và xem ở 7 cái bang chiến địa, cứ chỉ xem như thế, và đến khi nào 7 bang chiến địa kết thúc thì tức là sẽ biết được là ai thắng. 7 bang chiến địa kết thúc coi như là chúng ta đã có một cái kết quả chung cuộc đấy. Cơ bản 99% là xong, là khẳng định. Chứ còn các bang khác thì thôi, nếu vào bang này của Đảng Dân Chủ thì cứ nêu tên 7 cái bang ra trên danh sách mà ngồi đấy mà xem, đến khi nào xong thì biết ông nào thắng. Nhắm mắt nói cũng có thể đúng được.
Thưa hai vị chuyên gia, có rất nhiều thông tin lùm xùm xung quanh vấn đề bỏ phiếu năm nay, giống như là việc người dân bỏ phiếu cho ông Trump nhưng mà lại ra thành tên của bà Harris, hay là cháy hòm phiếu. Vậy thì chuyên gia đánh giá như thế nào về những tuyên bố gian lận trong những cáo buộc của ông Trump ạ? Những tuyên bố có lẽ không chỉ là từ phía ông Trump, vẫn thời gian vừa qua được đưa ra, tức là thời gian vừa qua thì nói lên một cái rủi ro, lo ngại, thách thức. Chứ còn bây giờ bầu cử đã đang diễn ra và đã kiểm phiếu nhiều nơi rồi thì chúng ta theo dõi cũng chưa thấy những cái vụ kiện cáo gì về những cái vấn đề gian lận hay những cái vấn đề mà gọi là không đếm phiếu, không tính phiếu của ứng cử viên này hay ứng cử viên khác có thể sau đây mới xảy ra. Và thường thì thực tế thì thường những cái khiếu kiện là hay xảy ra hay đến từ phía một người thua cuộc, đúng không ạ? Chứ còn một người thắng cuộc xong họ bỏ túi một kết quả mong muốn rồi thì là không có khiếu kiện gì nữa mà lại ăn mừng chiến thắng. Thì cái này cái mà có lẽ về mặt xã hội thì nó vẫn diễn ra ở nhiều nơi, về mặt chính trị thì lần này nước Mỹ có tính chất gay cấn cho nên được báo động, được cảnh báo, được nói đến nhiều, mà không chỉ riêng từ phía Đảng Dân Cộng Hòa mà kể cả từ phía Đảng Dân Chủ. Thì tôi nghĩ cái áp dụng mới tức là phiếu điện tử nó có thể có những sai số. Sai số ở đây là do kỹ thuật, do sơ suất, do nhầm lẫn, hay là sai số do cố tình, do thiên vị, do cố ý hay không, thì tất cả những cái đó đều là có cái lực lượng quan sát viên, đều có những cái sự kiểm tra ở sau bầu cử. Và những cái bầu cử trước ở Mỹ, chẳng hạn cái thời ông Gore mà tưởng như Al Gore đấy, vốn là phó tổng thống nhiệm kỳ trước đây, sau này ứng cử tổng thống, tưởng như thắng cử đến nơi, cuối cùng cái quá trình kiểm phiếu đếm lại bằng tay kéo dài rất nhiều ngày, và cuối cùng ấy thì người ta vẫn nói là có thể là cả cái thế lực ở Mỹ, cả cái thiết chế ở Mỹ cũng tạo sức ép cho ông Al Gore là phải công nhận đi, không tranh cãi nữa. Và ông công nhận là ông thua cuộc thì là ứng cử viên kia đắc cử tổng thống. Thì lần này thì đang diễn biến nửa ngày bầu cử, về mặt kết quả thì chưa có những cái cuộc, tôi chưa thấy những cái cuộc khiếu kiện gì, nhưng tôi nghĩ rằng mọi cái sự sai số, mọi cái sự sai sót do kỹ thuật, và cũng có thể có những trường hợp nào đấy do lạm dụng nữa, thì vẫn có thể xảy ra ở trong cuộc bầu cử lần này ở Mỹ. Vâng ạ. Tôi nghĩ là cái đấy không lớn đâu mà. Right. Nó không phải là cái yếu tố lớn gì đâu. Vì cái hệ thống của người ta làm việc là mang tính gọi là tư nhân và thị trường rồi. Cái hội bỏ phiếu đấy là người ta làm việc rất chuyên nghiệp. Có vấn đề về kỹ thuật như thế nào đấy thì tất cả nó đều hiện lên. Nên kể cả năm lần trước đấy ông Trump có kiện một số thứ, nhưng mà khi người ta đưa ra bảo là có một cái hiện tượng thế, nhưng cái con số ấy nó quá nhỏ, nó không thể ảnh hưởng đến cái kết quả bỏ phiếu, không đồng thì cũng không thể đi làm mới được. Còn ông chỉ dùng vào một vài cái trường hợp cá biệt mà do sai số, ví dụ như sai sót, ví dụ người ta đến người ta điểm chỉ vào cái trên cái bảng điện tử chẳng hạn, có thể là một cái người nào đó người ta điểm chỉ nó sai cái ý của người ta, thì nó cũng chỉ có một vài cái phiếu đấy, thì không thể lấy vài cái phiếu đấy để bảo là tất cả phải đi làm lại, thì cái đấy người ta bảo không được, không nên. Cái đấy nó sẽ gây tốn kém, bao giờ nó vẫn có cái sai số không thể thoát được. Nhưng mà cái sai số đó nó không mang tính hệ thống và không có cái quy mô lớn và cũng không có cái tính âm mưu gì ở trong ấy cả, thì không nên, không, người ta không làm lại. Đấy là vấn đề nằm chỗ đấy. Vâng. Và ngay bây giờ thì biên tập viên Nga Vũ sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức mới nhất về kết quả phiếu bầu ở các bang. Và hiện tại thì tính đến thời điểm này, ông Trump đang chiếm ưu thế ở cả 7 bang chiến địa, và tổng số phiếu bầu của ông Trump đang là 247, còn bà Harris là 214. Vâng, thưa chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn, nếu như mà ông Trump tái đắc cử thì liệu ông có tiếp tục cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân như đã thực hiện trong nhiệm kỳ trước không ạ? Tôi nghĩ là ông này ông sẽ làm cái việc đó, vì tất nhiên là ông ấy đã có cái lời hứa với cả cái ông các cái nhóm doanh nghiệp giàu có nhất là ông sẽ làm như thế rồi, hiểu không? Và thì ông sẽ làm thôi. Thế nhưng mà cái việc đó thì theo cái tính toán của giới kinh tế học đấy, thì thực sự mà nói là nó sẽ làm dẫn đến một cái vấn đề là thế vậy thì cái thâm hụt đi lấy ở đâu ra? Tức là đã cắt giảm thuế thì phải thâm hụt ngân sách, tức là cái không có cái nguồn để bù cho cái nguồn chi. Thì đấy là một vấn đề. Cái thứ hai nữa là gì, là ông ấy còn hứa với cả các cái nhóm mà công nghệ này, các ông chùm về tài chính, các thứ đấy là gì? Là khi ông lên ý là ông ấy sẵn sàng là cho các ông quyền được làm thoải mái, chứ ông không có
kiểu như là quản lý và kiểm soát như là thời của ông Biden. Và chính đấy là cái miếng võ mang đầy màu sắc dân túy mà ông đánh đúng vào cái chỗ cái nhóm đấy. Vì vậy là khi có một loạt các cái nhà hàng đầu như là Elon Musk, ông Thier, rồi là kể cả Bezos là của Amazon.com là coi như đi theo ông ấy. Mà cái quan trọng nữa là gì, là cái miếng võ đấy nó gây một cái lan truyền là gì, là vì ông Bezos là ông sở hữu cái tờ Washington Post và hình như là có một số cái tờ khác của ông Thierry nữa. Thì tất nhiên là trước đây thì các cái tờ báo lớn đấy như thế thì đều có giữ một cái quyền cho mình là quyền chứng thực, tức là ủng hộ một cái vị tổng thống mà đứng ra bảo vệ cái quyền của người Mỹ, rồi là hiến pháp của nước Mỹ, rồi là các cái vấn đề nhân quyền của người Mỹ. Thì bây giờ là không biết là ông Trump ông nói chuyện thế nào đó mà tất cả người đấy, các cái báo đấy là từ bỏ cái quyền đi. Cho nên là không có ai, đấy là một cái miếng đánh gọi là cực kỳ hóc hiểm, là ông đã đạt cả vấn đề dân túy nhưng mà đồng thời ông kiểm soát luôn. Vì nếu mấy cái tờ báo Washington Post, New York Post, các thứ đấy mà đứng ra chứng thực là bà Harris chẳng hạn, là vì là nếu mà qua tranh cử mà nhìn thấy rõ ràng là bà bảo vệ những lợi ích của người Mỹ, hiến pháp nước Mỹ, luật pháp nước Mỹ, thì cái đấy là sẽ ra chứng thực. Thì điều đó nó có tính chất dẫn dắt dân chúng. Thế bây giờ ông Trump ông làm nào đó mà tất cả ở đấy là bỏ luôn. Và cuối cùng là ông ấy thấy xã hội ở bên người Mỹ là cái truyền thông là ở tờ báo lớn ấy là mất đi hẳn một cái vị thế như thế. Và như vậy rõ ràng là ông ấy đã thành công trong cái chuyện là ông ấy loại trừ được, khấu trừ được cái nhóm truyền thông lớn ra, và cuối cùng là bằng một cái mẹo là gì, là đàm phán với họ là cắt giảm thuế cho họ và cho họ cái quyền được hành động. Và bạn nhớ là cái quyền mà kiểm soát các cái công ty lớn này chính vì để họ được quyền tự do quá lớn cho nên nó mới sinh ra cái bong bóng bất động sản và cái cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và cả thế giới và cả nước Mỹ khốn khổ như thế nào. Thì và bao nhiêu lâu sau thì bên đảng Dân Chủ mới có thể thiết lập lại để làm sao rằng là cái hệ thống tài chính đó là và các cái công ty lớn đó là phải làm ăn nó đúng có cái chuẩn mực để đảm bảo rằng cái lợi ích chung của cả nước Mỹ và cái sự an toàn cho nền kinh tế. Thế nhưng mà bây giờ ông Trump là ông sẵn sàng hứa là ông sẽ bỏ cái thứ đi. Đấy chính là những vấn đề mà tôi lo ngại là nếu như ông làm cái việc đó thì kinh tế Mỹ cũng lại sẽ lại dễ dàng quay trở lại cái trạng thái như cái thời kỳ trước cuộc khủng hoảng tài chính, lại bắt đầu là làm ăn huy động vốn một cách bất cẩn và không có ai kiểm soát cả, và toàn quyền các cái giới nhà giàu chóp bu là hoàn toàn có quyền cả. Thì đấy lại là một cái mối nguy đấy. Và cái cắt giảm thuế như bạn hỏi thì nó sẽ đặt ra câu hỏi là lấy vậy thì thiếu cái nguồn thu thì lấy từ đâu ra. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ông này cũng không cần, ông chỉ cần đạt được cái vấn đề là dùng cái mẹo dân túy để đạt được cái sự ủng hộ của nhóm này và để giúp cho ông chiến thắng, và ông chỉ cần quan tâm đến thế thôi. Chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng mà rất nhiều vị tỷ phú ví dụ như Elon Musk đã quay xe, có thể nói là quay xe trong cái việc mà ủng hộ Đảng Cộng Hòa và ủng hộ ông Donald Trump? Đấy thì ông cũng làm vì cái vấn đề đó. Và cái nữa của ông ấy là gì, là bản thân ông Elon Musk là một cái người mà trước đây là ông ấy cũng là thích phát ngôn một cách thoải mái. Thế khi mà cái ngày trước ta gọi là cái gì nhỉ, cái Twitter đúng không? Đấy Twitter. Là ông ấy cũng có cái phong cách giống ông Trump. Nên khi thấy ông Trump là bị Twitter không cấm cửa về cái vang mạng là vì thực ra cái cách phát biểu mà nó không có một cái, nó mang tính chất gây hại rất nhiều, thế thì người ta theo chính sách của Twitter thì người ta không cho, thì ông Elon Musk là bất đồng cái chuyện đó và ông gọi là phải có cái tôn trọng. Và vậy cũng chính vì cái động cơ đó là một phần là ông ấy mua lại cái Twitter. Thế thì đấy là cái điểm chung giữa họ với nhau. Thế nhưng mà cái quan trọng nữa là gì, là bây giờ ông ấy còn báo cho ông Elon Musk biết là ngoài cái chuyện được quyền tự do làm ra này, ngoài cái chuyện cắt giảm thuế ra này, thì ông còn sẽ cho ông một cái vị trí ở trong chính phủ để tìm cách là gọi là người ta gọi là theo ông thấy tuyên truyền đó là gọi là bộ hoạt động hiệu quả, tức là cắt giảm các cái hoạt động của chính phủ mà không cần thiết đi để mà gọi là để tạo ra cái thay đổi, tóm lại cấu trúc lại, tóm lại là ông Musk sẽ có quyền lực, sẽ có thêm tiền bạc, và quyền lực là quyền lực kể cả về mặt nhà nước cũng như là quyền lực ở công ty. Vì vậy sau một cái cuộc mà đàm phán nói chuyện với nhau xong một cái thì là ông Elon Musk là quay ngoắt trở ra, trước đây ủng hộ bên đảng Dân Chủ thì quay sang ủng hộ ông Trump. Và kéo theo ông Musk thì
ông Elon Musk thì lại còn có cái ông gọi là người ta, ông Thier, đấy là cái ông mà người ta gọi là ông trùm đầu tư của các loại đầu tư ở Silicon Valley, là ông ấy nắm thậm chí ông đấy là có cả vốn đứng ở trong các tờ Washington Post những cái thứ. Và ông ấy với cả ông Elon Musk là cái người đẻ ra cái công ty PayPal đầu tiên đấy, là công ty số, và nó rất là hùng mạnh đấy. Vì vậy là chúng ta thấy là cái nhóm công nghệ số đấy ở Silicon nó rất có ảnh hưởng. Thế thì bây giờ ngoài, tức là tóm lại là cái cuộc nói chuyện với ông Elon Musk thì nó lây lan sang cả ông Thier, đúng không? Rồi sau đó nó lại còn lây lan sang cả Bezos, và cuối cùng là Bezos, như tôi vừa mới nói, là hủy luôn cái quyền chứng thực tổng thống, tức là ủng hộ một cái tổng vị đứng không phải tổng thống mà là một cái vị ứng cử viên mà cam kết là bảo vệ cái hiến pháp và quyền lợi của người Mỹ, thì không cần nữa, bây giờ bỏ. Đấy, tức là một cái, đấy là một cái yếu tố bất ngờ vào giai đoạn cuối mà họ nói là cái miếng võ tôi nghĩ là hóc hiểm mà họ đã đạt được cái mới có thể giúp cho ông ấy thành công đấy. Tôi nghĩ cho đến bây giờ, tất nhiên là chưa nói 100%, nhưng mà mới nhận định của tôi là bây giờ là ông ấy thắng đấy, đến cái thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, theo tin chúng tôi đã vừa nhận được, kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Và theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới lúc 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam thì ông Trump đã giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu theo luật định, và qua đó đã đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân Chủ để trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định này đã diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Và đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai mà ông Trump giữ cương vị chủ nhân Nhà Trắng sau nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2020. Trong ngày bầu mùng 5 tháng 11, ông Donald Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại 7 bang chiến trường có ý nghĩa quyết định, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ứng cử viên này đã giành trọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Và ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến là các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Thưa chuyên gia, theo kết quả kiểm phiếu thì cho thấy ông Donald Trump đã có được 6 phiếu đại cử tri từ bang Iowa. Vậy thì theo ông, vì sao chiến thắng của ông Trump ở Iowa lại gây chú ý? Cái chuyện đấy thì cái này là, đây cũng là cái bất ngờ này. Tức là tất cả các cái thăm dò cho đến tận cuối ngày bầu cử cách đây chỉ có hôm qua vẫn nói Iowa là bà kia vẫn dẫn 3 điểm. Thế mà bây giờ ông ấy coi như là cũng thành ra là ông ấy dẫn, mà ông lại rất ngoạn mục, đúng không? Ngoạn mục không ai thì hiểu được, đúng không? Đấy, tức là tôi mới nói với các bạn, tức là gì, là cái vấn đề công nghệ và vấn đề các cái mẹo mực về tiền bạc và coi như là nắm xử được cái các ông trùm chóp bu ở bên ở Silicon Valley và ở Wall rồi thì lập tức là có thể nó xoay chuyển là tất cả. Là vì những người dân ở dưới đây rất nhiều cái là người ta chỉ có tính chất là theo bầy đàn thôi, chứ còn không thể làm được. Cái mà ma lực của cái đồng tiền là từ cái sáng kiến của ông Musk, Elon Musk đưa ra, lúc bây giờ tôi bảo ồ, cái này là kinh khủng. Là vì tiền kéo dụ người ta kinh lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Đừng có nói là người ta không vì tiền, nó không phải cái chuyện đấy, nó là cái chỗ đó. Và tôi nghĩ là các cái lật lại được các cái thế cờ như thế này, tức là phi truyền thống như thế này, là phải có cái biện pháp phi truyền thống thì mới có thể lật được. Cho nên là ta chỉ lập luận một cách đơn giản thế thôi, tức là nếu truyền thống thì nó phải là thế này, còn đã là phi, bị mất hẳn cái thất bại như thế, có nghĩa là một cái cách thắng như thế là chắc chắn là phải có biện pháp phi truyền thống thì mới thắng được, chứ còn nếu mà theo truyền thống thì không thắng được. Thì tôi nghĩ là có mấy cái phi truyền thống là như thế, nhưng mà có cả kể cái lợi thế trong truyền thống chẳng nữa, thì chứng tỏ rằng là cái gốc cử tri mà Ả Rập là cực lớn. Là vì cái đấy là các bạn nhớ, là tôi lại nhắc lại với bạn là Israel người ta chỉ có 10 triệu dân thôi, còn những người mà Ả Rập theo đạo Hồi đây là hàng trăm triệu. Thì người ta sống ở Mỹ rất đông, cái cộng đồng người Do Thái thì không thể địch đại với cả cộng đồng của người Ả Rập được. Thế thì ông Trump ấy, thế này lại có thế này, ông lại được cái lợi kép là cái cộng đồng Do Thái người ta lại thích ông ấy là vì ông ủng hộ Israel. Thế còn cộng đồng Ả Rập thì nó lại đang ghét ông Biden là vì ông đưa vũ khí cho Israel đánh Hamas. Đấy, nó lại thế cái trên này. Cho nên là cái người mà gốc Ả Rập đấy người ta cũng không hiểu được vấn đề. Cho nên là ông Bernie Sanders ông đã phải ra sức thuyết phục là bảo cái gốc cử tri Ả Rập là đừng có bỏ phiếu cho Trump, mà bỏ cho Trump thì còn tồi tệ hơn, các vị còn tồi tệ hơn nhiều.
nhưng mà người ta không biết, người ta không cần, người ta chỉ cần được là ông đang đưa vũ khí cho Israel đánh Hamas và đánh ở giải Gaza. Thế là người ta khó chịu và người ta phản đối kịch liệt. Thậm chí là các cái bầu cử đây, đi tranh cử đây là người ta còn hét vào mặt và người ta còn ra người ta phản đối dữ dội. Nhưng mà người ta còn bảo là bà Harris này với cả ông Biden là tội phạm chiến tranh. Nhưng mà đấy, tức là bạn thấy tức là cái thứ đấy là có. Và cái thứ nữa là đấy, ma lực của đồng tiền mà ông Elon Musk cũng đưa ra. Tôi nghĩ là hai cái giải thích mà tôi nghĩ là tôi sẽ, chắc là tôi sẽ phải xem lại, nhưng mà tôi tin là cho đến thời điểm này là hai cái yếu tố đấy là rất quan trọng, lật ngược tất cả mọi các cái dự báo, dự đoán dựa trên các cái phán, trên các cái nền tảng truyền thống là bị vứt đi hết. Và cái này là tôi nghĩ là chắc chắn là nó nằm ở cái chỗ đó. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Ngọc Sơn về những nhận định đánh giá vừa rồi và đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ông Bùi Ngọc Sơn, xin được chúc mừng người dân nước Mỹ, xin được chúc mừng vị tân tổng thống mới Donald Trump. Mặc dù trước đó thì đã có nhiều kỳ vọng và cuộc khảo sát công khai cho rằng ông sẽ không thể vượt qua được những khiếm khuyết trong các danh sách chính trong nhiệm vụ đầu, hỗ trợ mạnh mẽ cử tri trung dung và những khu vực không quá thiên tả, đã mang lại một chiến thắng bất ngờ. Các chính sách về kinh tế, luật pháp và an ninh quốc gia của ông cùng với phong cách lãnh đạo không hề giống ai vẫn tiếp tục chiếm được niềm tin của người dân Mỹ. Bước vào Nhà Trắng một lần nữa, ông Trump tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong chính trị toàn cầu, đồng thời đối mặt với tàn thức tái sinh thiết bị một quốc gia sâu sắc. Những kẻ quyết định ngoại lệ, đặc biệt quyết định trong tuyên thệ với Trung Quốc, Nga và các đồng minh phương Tây hứa hẹn sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi đó thì vấn đề nội bộ về phân hóa xã hội, cải cách y tế và giáo dục vẫn là những vấn đề nóng bỏng mà chính quyền mới phải đối mặt. Chắc chắn rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump sẽ không hề thiếu những vấn đề khó khăn. Nhưng một điều có thể chắc chắn rằng đối với những người yêu mến ông, chiến thắng này là minh chứng cho sự kiên trì, cho việc làm lại từ đầu và niềm tự hào giấc mơ Mỹ. Ngoài những người phản đối thì đây là một cuộc đấu tranh không dứt và những câu hỏi về tương lai mà đất nước chưa từng có. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi một buổi live khá là dài của chúng tôi và mang đến cho quý vị khán giả rất nhiều thông tin cũng như những niềm bất ngờ, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.